3M chính là cha đẻ của dòng phim cách nhiệt ô tô, đã có bằng sáng chế cho sản phẩm này vào năm 1966. Hiện nay trên thị trường có nhiều loại phim cách nhiệt ceramic thông thường, nhưng 3M phát triển một dòng sản phẩm mới là Ceramic Pro với công nghệ hồng ngoại IA. Minh Châu xin chào các bạn. Chắc hẳn là các bạn cũng đồng ý với Châu là một điều mình rất là sợ. Mỗi lần mà mình đậu xe một lúc lâu dưới trời nắng á, thì bước vô xe cảm giác như là một cực hình luôn vậy đó. Trước đây thì Châu sẽ phải dùng những cái cách để chữa cháy, như là mình dùng một cái tấm thảm rồi đó mình che xe của mình lại, hay là mình dùng cái gì đó nó che nhưng mà nhìn rất là mất thẩm mỹ. Và sau này thì Châu đã được bạn Châu chỉ một cái bảo bối, đó chính là phim cách nhiệt. Mà đã nói tới phim cách nhiệt á, thì mình không thể nào không nói đến thương hiệu rất là đình đám đến từ Mỹ, đó là thương hiệu 3M mà đã từng làm mưa làm gió dòng phim cách nhiệt 3M Crystal Light. Nhưng mà hôm nay thì Châu sẽ không nói đến người bạn quen đó nữa, mà mình sẽ cùng trải nghiệm với Châu với người bạn mới, đó chính là 3M Ceramic Hồng Ngoại nhé. Cảm giác đầu tiên khi vào trong xe đó là sự mát mẻ. Trời ơi, vào trong xe những ngày nắng nóng thì chỉ cầu mong cái điều này xảy ra thôi. Mà các bạn biết á, là do tấm phim cách nhiệt của 3M Ceramic Hồng Ngoại này nè, là chống tia hồng ngoại. Ánh sáng mặt trời á, thì sẽ gồm là tia UV, tia hồng ngoại và ánh sáng trắng. Thì trong đó tia hồng ngoại là cái tia nó sẽ gây lên cho mình nóng nè. Nhiều khi là da mà bạn nào nhạy cảm là sẽ dẫn tới rát da, là phồng rộp da luôn á. Còn nếu mà bình thường á, thì mình vào một cái trong một cái môi trường nóng thì mình cũng sẽ bị mồ hôi nhễ nhại. Rồi giống như tụi mình con gái make up hay là như Châu đi sự kiện thì mình rất là sợ, mình tới nơi thì tóc tai thì bết bát mồ hôi, mặt thì chảy hết cái make up ra như vậy. Thì đó là một điều rất kinh khủng với tụi mình. Nên là Châu luôn mong muốn là mình tìm được những cái tấm phim cách nhiệt nào mà nó có được cả cái tính năng mà chống tia hồng ngoại nữa. Và may quá Châu đã tìm ra được 3M Ceramic Hồng Ngoại rồi. Và một cái điều nữa là nếu mà những bạn nào mà chăm về nội thất xe á, thì sẽ không có hề muốn là xe mình ở ngoài nắng trời nóng như vậy. Còn nói về vấn đề chống tia UV á, thì 3M Ceramic Hồng Ngoại chống được lên tới 100% tia UV luôn. Và đó là một điều rất là tuyệt vời, tại vì như các bạn biết là tia UV là một cái tác nhân gây hại cho da, từ việc là làm cho da đổi màu nè, da đen nè, da sạm hay là tàn nhang, đồi mồi, tất cả những vấn đề về da đều là do tia UV gây ra hết. Và một điểm cộng nữa của tấm phim cách nhiệt 3M Ceramic Hồng Ngoại này là được thiết kế không kim loại, nên là tụi mình luôn có thể stay connect. Đó là một điều mà tụi trẻ tụi mình rất là thích luôn. Không có hề thích mở trong xe mình đang nghe nhạc xong rồi bị mất 3G hay 4G, tụi mình không có nghe nhạc được, hay là bất lỡ một cái tin tức cập nhật gì đó thì tụi mình rất là khó chịu. Nhưng mà một lưu ý là tuy là stay connect nhưng mà tụi mình cũng đừng có nghe điện thoại khi đang lái xe nha. Chắc hẳn rằng là những bạn nào mà thích ngồi ghế trước hay là hay cầm vô lăng giống như Châu á, thì sẽ biết rõ một cái điều mình cực kỳ ghét khi ngồi phía trước, đó chính là những cái tia chói của ánh sáng mặt trời. Mình luôn luôn cảm thấy rất là khó chịu khi ngồi phía trước. Và đặc biệt là những cái xe đi ngược chiều á, chiếu đèn ngược lại thì mình cũng không có thể nhìn thấy được đường rõ nữa. Nên là Châu rất là thích ở phim cách nhiệt 3M Ceramic Hồng Ngoại này là giải quyết được những vấn đề đó. Mà 3M Ceramic Hồng Ngoại còn có thể giúp tụi mình nhìn rõ vào buổi tối, giúp tụi mình có thể nhìn rất rõ những cái biển hiệu giao thông để đi di chuyển trên đường nữa đó. Và một điều nữa nha, khi mình ở trong xe á, các bạn thấy không, giống như Châu đang cảm giác á, là có ánh sáng xanh dịu nhẹ ở bên trong xe, nên là mình sẽ không có hề cảm giác được cái sự nắng nóng ngoài kia, mà mình ngồi trên xe mình cảm thấy rất là mát. Và một điều nữa mà Châu biết về tấm phim cách nhiệt này á, là nó sẽ không có bị ngã sang màu tím như những dòng phim cách nhiệt khác. Đây là một điểm cộng rất là thích của Châu, tại vì Châu rất là ghét khi mà mình sử dụng sản phẩm nào đó mà nó bị ngã màu, nó sẽ không đáp ứng tính thời trang của mình nữa. Nãy giờ các bạn nghe quá là nhiều tính năng tốt thì chắc là tụi mình rất là đang lăn tăn là tấm phim cách nhiệt 3M Ceramic Hồng Ngoại này giá chắc sẽ cao lắm ha. Nhưng mà không hề đâu nha. Thông tin cho được biết là giá thành của tấm 3M Ceramic Hồng Ngoại này thuộc ở tầm trung, là một cái mức tiền vừa phải với tụi mình, mà những cái chất lượng mà tụi mình nhận được thì lại quá tốt đi cho cảm thấy là mình hơi dã man khi mà mua tấm phim cách nhiệt này luôn á. Các bạn thấy không, nãy giờ đi trên đường nha, như bình thường là Châu phải bịt kính để bảo vệ bản thân của mình, thì những cái gì gọi là cá tính hay là xinh đẹp của chúng ta là chúng ta phải giấu đi hết. Và đối với những người trẻ của chúng ta, khi sử dụng dòng phim 3M Ceramic Hồng Ngoại này, chúng ta sẽ vui, trẻ, khỏe, đẹp và thách thức bật cá tính.